Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ. Thưa quý vị, ngay sau khi đoạn video ghi lại cảnh một chủ shop quần áo có hành vi bạo hành một nữ sinh lan truyền trên mạng xã hội, công an thành phố Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ việc, đồng thời cũng bước đầu thông tin về sự việc. Vào khuya ngày mùng 3, rạng sáng ngày mùng 4 tháng 12, công an thành phố Thanh Hóa đã huy động lực lượng tới shop quần áo MH trên phố Lê Hoàng, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, để điều tra làm rõ sự việc những người tại đây đã có hành vi bạo hành một nữ sinh, rồi quay video phát tán lên mạng xã hội. Theo đó, hàng chục cảnh sát có mặt tại hiện trường khám xét và tiến hành thu giữ hàng hóa bên trong shop. Trong đó, nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi và bày tỏ bức xúc trước việc hành xử của chủ shop Mai Hường đối với nữ sinh trong clip lan truyền trên mạng. Một nguồn tin cho biết, Trước khi khám xét shop quần áo này, cơ quan chức năng cũng đã làm việc với chủ shop để làm rõ hành vi ngược đãi trẻ em của những người trong shop. Việc khám xét quần áo shop MH đã thu hút rất đông người dân địa phương theo dõi. Trước đó, vào ngày mùng 3 tháng 12, trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh khoảng 15 tuổi khóc lóc quỳ gối dưới sàn nhà van xin những người lớn tha tội. "Em biết lỗi rồi chị ơi." Nữ sinh liên tục khóc lóc lên tiếng xin tha do quá sợ hãi bị quay clip lên mạng nữ sinh đã dùng mũ bảo hiểm che mặt và tiếp tục sinh tha trong khi đó nhiều người vẫn không tha cho nữ sinh xúm lại kéo mũ bảo hiểm ra bên ngoài một phụ nữ mặc đồ đen đã ghi đầu dùng kéo cắt quai mũ cắt tóc cắt dây áo ngực của bé gái bắt bé gái ngẩng mặt lên để quay video hành vi trên còn có sự tiếp tay của một vài người trong shop nhiều người đã chia sẻ đoạn video này bày tỏ hết sức phẫn nộ trước vụ việc trên hầu hết đều cho rằng hành vi ăn cắp của nữ sinh là không nên và việc này phải được phối hợp với gia đình để giáo dục cháu vậy nên hành vi bạo hành cháu của những người trong shop là rất đáng lên án vào cuộc xác minh, Công an thành phố Thanh Hóa bước đầu xác định sự việc trên xảy ra tại shop quần áo MH trên đường Lê Hoàng, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Thông tin từ đoạn video cho thấy, nữ sinh bị bạo hành trước đó có lấy trộm một chiếc váy trị giá 160.000 đồng. Bị phát hiện, nữ sinh đã khóc lóc cầu xin được tha thứ và hứa sẽ bồi thường thiệt hại, nhưng những người trong shop không tha. Liên quan đến việc chủ shop quần áo hành hung, các áo ngực của một thiếu nữ trộm váy 160k được đăng tải trên mạng xã hội từ tối qua. Mọi động thái của chủ shop MH đều nằm trong tâm điểm của cư dân mạng. Bị bắt quả tang trộm váy 160k, thiếu nữ bị chủ shop đánh và bắt đền bù 15 triệu gây xôn xao dư luận. Được biết, gia đình nữ sinh sau đó đã đến cơ quan công an trình báo nữ sinh có lẽ vì quá xấu hổ và sợ hãi nên đã bỏ nhà đi. Ngày 3 tháng 12, công an phường Lam Sơn và công an thành phố Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh sự việc. Theo một số thông tin từ hiện trường, hiện shop thời trang MH đã đóng cửa, công an cũng đã có mặt để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc. Trong khi đó, trên chính trang cá nhân của MH, người được cho là chủ shop thời trang lập tức có động thái mới khiến nhiều người quan tâm. Cụ thể, ngay sau khi vụ việc được đăng tải và gây tranh cãi, bị chỉ trích dữ dội, trang cá nhân của MH đã khóa chức năng bình luận. Phát hiện ra điều này, dân mạng đã thả cảm xúc phẫn nộ trên các bài viết. Cá biệt, có bài post 20.000 lượt cảm xúc thì có 17.000 lượt người phẫn nộ. Đáng chú ý, nhiều dân mạng phát hiện trong một bài đăng đầu năm 2020, bà chủ này đã đăng dòng chia sẻ kèm theo ảnh selfie với nội dung tự khen chính mình. Trời sinh khuôn mặt hiền lành để giống với nét dịu dàng bên trong khoe gương mặt dịu dàng hiền lành bên trong gây sự chú ý của người nữ chủ shop trước đó. Trong khi đó, cách hành xử của chủ shop thời trang này đang khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng người hiền lành dịu dàng chắc hẳn không ai dùng kéo định các tóc thiếu nữ, rồi các áo ngực một nữ sinh, trong khi cùng là phận đàn bà con gái, mặt nạn nhân la hét, van xin vẫn không ngừng đe dọa. Thậm chí, đòi nữ sinh phải bồi thường 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng trong 3 ngày nếu không thì sẽ báo công an. Lộ ảnh lên phường của chủ shop cắt áo lót cô gái trộm váy 160.000 đồng. Bên cạnh đó, mới đây một tài khoản Facebook đã đăng tải hình ảnh người phụ nữ được cho là chủ shop thời trang MH được mời lên trụ sở công an làm việc. Dưới bài đăng này, nhiều gian cư mận đã để lại bình luận bày tỏ sự hả hê. Nhiều người còn giật mình khi được chiêm ngưỡng gương mặt mộc không chỉnh sửa của chủ. Một vài ý kiến mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc xử lý chủ shop và người bảo vệ thật nặng, lấy lại công bằng cho nạn nhân. Cũng trong tối mùng 3 tháng 12, một đoạn tin nhắn được cho là của cô gái bị chủ shop đánh chửi gửi đến người đã lên tiếng bên vực mình cũng đã được chia sẻ gây xôn xao. Theo đó cô gái gửi lời cảm ơn vì đã có người lên tiếng giúp mình, đồng thời cô gái cho biết bản thân cũng đã nhận lỗi lầm và thể hiện mong muốn được sửa sai. Hiện tại, đoạn clip nữ chủ shop hành hung giả mang thiếu nữ hiện vẫn đang được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn và nhận về nhiều bình luận phẫn nộ. Liên quan đến sự việc này, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo công an phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa cho biết. Sau khi có thông tin trên xuất hiện trên mạng xã hội, công an phường Lam Sơn đã báo cáo lên công an thành phố Thanh Hóa. Hiện đội hình sự công an thành phố Thanh Hóa đã thụ lý và xác minh làm rõ vụ việc trong clip trên. Được biết vào đêm qua, lực lượng công an đã vào cuộc khám xét cửa hàng bán quần áo nơi xảy ra sự việc. Luật sư có thể khởi tố nhiều tội danh trong vụ shop quần áo đánh đập các dây áo ngực của cô gái ăn trộm váy 160k. Liên quan đến vụ cô gái trộm đồ trị giá 160.000 trong shop quần áo, theo phân tích của luật sư Đặng Văn Cường, cơ quan công an cần vào cuộc xác minh làm rõ đối với những người hành hạ cô gái về tội làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, với diễn biến qua clip thì cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc và có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Đây là hành vi làm nhục người khác khiến dư luận xã hội bức xúc, phẫn nộ, không thể lấy một cái sai để giải quyết với một cái sai pháp luật không cho phép sử dụng hành vi vi phạm pháp luật để giải quyết đối với một hành vi vi phạm pháp luật, vị luật sư nhấn mạnh. Luật sư Cường cho biết, pháp luật bảo vệ tài sản của công dân nhưng cũng bảo vệ danh dự nhân phẩm của con người. Bởi vậy nếu hành vi của cô gái là trộm cắp tài sản thì với số tiền dưới 2 triệu đồng, cô gái này sẽ bị xử phạt hành chính chứ chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp luật nghiêm cấm hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người vi phạm hành chính. Người nào phát hiện ra người khác trộm cắp tài sản của mình thì chỉ được phép bắt giữ, trình báo sự việc cho cơ quan chức năng để xử lý, không được phép tự xử như vậy. Hành vi đánh đập hành hạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác với bất cứ lý do gì thì đều là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ, hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Qua clip cho thấy, cô gái trẻ đã rất hoảng loạn, sợ hãi, quỳ lạy, khóc lóc, vang xin. Nhưng những người trong quán này vẫn không tha thứ. Khi chứng kiến sự việc, nhiều người bất bình, có lẽ cô gái và người thân khi xem được clip cũng sẽ rất sốc, ảnh hưởng nặng đến tâm lý và sức khỏe. Bởi vậy cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc để xử lý đối với những người đã đánh đập, hành hạ cô gái này theo quy định của pháp luật. Luật sư Cường nêu quan điểm. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường phân tích thêm. Qua đoạn tin nhắn cho thấy có người đã đe dọa cô gái để yêu cầu đưa 15 triệu hoặc 30 triệu đồng. Hành vi này cũng là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự. Bởi vậy cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác để chiếm đoạt tài sản. Nếu có căn cứ cho thấy có người đã lợi dụng sai lầm của cô gái trẻ để ép buộc cô gái này phải đưa tiền, nếu không sẽ tiếp tục làm nhục cô gái thì sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản. Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm, bởi vậy rất cần sự cảm thông, khoan dung để người mắc sai lầm có cơ hội sửa sai. Nếu lợi dụng sai lầm của người khác để xúc phạm danh dự nhân phẩm, hành hạ đánh đập họ thì đó là tội ác, hành động thiếu nhân văn và không mang tính giáo dục mà còn vi phạm pháp luật, luật sư Cường khuyến cáo. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo.